beer market in Vietnam is enjoying a growth of between 5-6% on an annual basis. Một sản phẩm Hurricane và sản phẩm Tiger đang rất là thịnh hành ở thị trường của Việt Nam hiện tại. Product availability is key. We opted to buy a complete new line, which is double the capacity compared to the old line, to cater for the growth. Với giữa Hurricane và Zibozibet là làm sao chúng ta phải đưa cái dây chuyền này, lắp đặt dây chuyền này càng nhanh càng tốt và đưa vào sản xuất càng nhanh càng tốt. Thì đó là một thách thức. Jebo has proven in the past that if there are some challenges, we always overcome those challenges. Jebo Simex đã lắp đặt rất nhiều cái dây chuyền sản xuất Canaline cho các cái nhà máy Hurricane trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. They know exactly our objectives because it's the fifth line we have from Jebo Simex. Các cái dây chuyền sản xuất của Jebo Simex đã lắp đặt cho các nhà máy khác thì cái dây chuyền sản xuất nó có tính chất ổn định rất là cao. They've proven status of the performance delivered. Jebo Simex, they have a very experienced design team which helped us very good. What played the role here is at the design stage that it was very easy to cooperate to get a good design. Họ đã thiết kế ra cái dây chuyền sản xuất này với cái hai technology. We push this line towards good productivity levels, but also for sustainability. Low energy consumption, low water consumption. I think this total package that gave a very good return for us. Cần phải có sự hợp tác giữa Hurricane Tiền Giang và Jebo Simex để làm sao chúng ta đạt được cái thời gian lắp đặt để đưa vào sản xuất. Jebo Simex is having a dedicated team which does nothing but installation, which is very powerful. Chúng ta sản xuất dây chuyền này sản xuất thử trước gần một tuần. Mà các dây chuyền này thì sản xuất rất là ổn định và hiệu quả của dây chuyền này sản xuất rất là cao. That the results speak for itself. If you can run 4 weeks after starting the first canning in 3 shifts at good OPI level, that means the job was well done on the installation. Yes. Rất là happy thì một câu đó là very good.